Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên đạt gần 900 tỷ đồng với gần 50.000 khách hàng còn dư nợ. Tất cả các nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời đúng đối tượng, đúng mục đích. Nhờ có vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà nhiều hộ dân thuộc diện khó khăn trong tỉnh đã xây dựng được công trình nước sạch và xử lý vệ sinh gia đình đồng bộ, khép kín. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến về các chương trình tín dụng chính sách nói chung và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nói riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận nguồn vốn và vay vốn với lãi suất ưu đãi.